Rồi, đề bài cho như sau nè các bạn. X bình trừ 3x cộng m bằng 0. Tìm cái giá trị của m chấm hỏi để phương trình có hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn và tìm giá trị min của nó. Min nha các bạn, min nha. X1 bình cộng x2 bình trừ 3x1 nhân x2. Thì thứ nhất nè, khi các bạn đọc đề thì các bạn phải nhớ rằng ở đây có hai yếu tố nha. Thứ nhất là tìm m để phương trình có hai nghiệm và tìm giá trị nhỏ nhất của biểu biểu thức này. Vậy thứ nhất các bạn phải tìm m để phương trình có hai nghiệm trước. Đó, có hai nghiệm trước nha. Rồi, các bạn xác định A nè, B nè và C. A bằng 1 nè, B bằng trừ 3 nè và C bằng m. Vậy các bạn tính delta B bình trừ 4 lần A, AC. Rồi, vậy là B là trừ 3 tất cả bình nè, trừ 4 nhân A nhân C bằng 9 trừ 4m. Sau đó các bạn để phương trình có hai nghiệm nha các bạn. Ở đây hai nghiệm thôi, không có hai nghiệm phân biệt. Nên các bạn nhớ giúp lỡ delta lớn hơn bằng bằng 0. Vậy tương đương mình sẽ có gì ạ? 9 trừ 4m lớn hơn bằng bằng 0. 9 chuyển qua thành chữ, trừ chỉnh. Nhân hay chia số âm chiều đổi, được chưa ạ? Vậy trừ 9 chia cho trừ 4 ra là 9 phần phần 4, dấu tương đường đường. Vậy các bạn kết luận, vậy m nhỏ hơn bằng 9 phần 4 thì phương trình có hai nghiệm. Ok chưa ạ? Sau đó để tìm được giá trị nhỏ nhất của biểu thức A thì các bạn nhớ giúp lợi hệ thức VS, hệ thức VS thì gồm có S nè bằng x1 cộng x2 bằng trừ B chia A, trừ trừ thành cộng nè 3 phần phần 1, 3 phần 1 bằng bằng 3. Tiếp tục nè, B bằng x1 nhân x2 bằng C chia A, C chia A, M chia 1 bằng bằng M. Và các bạn viết lại cái biểu thức A này, x1 bình cộng x2 bình trừ 3x1 nhân x2. Các giáo viên của các bạn có kêu các bạn học thuộc cái này không ạ? À? Tất cả các giáo viên có kêu các bạn học thuộc cái này không ạ? À? x1 bình cộng x2 bình ra s bình trừ 2b đó các bạn. Nếu không học thuộc thì các bạn nhớ biến đổi thằng này. Này nè, chính là x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 lần x1 nhân x2 trừ 3 x1 nhân x2, viết lại. Hai thằng này ra là trừ 5. Trừ 5 x1 nhân x2. Sau đó các bạn thế vào đây, đây là s bình nè, trừ 5 5b. S đây, B đây, vậy ta sẽ có S bình nha các bạn. S bình là 3, 3 bình trừ 5 nhân B là M. Vậy mình sẽ có là 9 trừ 5 nhân M. Sau đó các bạn biện luận bằng cách này. Được chưa? Biện luận ngay vị trí này nè các bạn. Biện luận ngay vị trí này. Được chưa? Biện luận ngay vị trí này. Biện luận ngay vị trí này các bạn. Thì mình có gì à? M của mình luôn luôn nhỏ hơn bằng 9 phần 4. Thì ở đây mình có thể viết là viết rồi sau đó mình nhân cho bao nhiêu à? Nhân cho trừ 5 này, nhớ nhân cho trừ 5 chiều chiều đổi. Đó, chiều đổi nè. Vậy trừ 5 nhân 9 phần 4. Sau đó các bạn thấy cộng thêm mấy à? Cộng thêm 9. Đó, cộng thêm 9 nha các bạn. Được chưa? Và hàng này chính là A nha các bạn. A vậy lớn hơn bằng, bấm máy tính giúp lợ hàng này ra giúp lợ bao nhiêu à? Ra 9 nè. 9 trừ cho 5 nhân 9 là 45 phần 4 bằng, ra là trừ 9 phần 4. Vậy A lớn hơn bằng thì đạt giá trị nhỏ nhất khi nào ạ? A min hay là đạt giá trị nhỏ nhất khi bằng trừ 9 phần 4. Vậy hàng này đạt giá trị min khi
khi và chỉ khi hàng này dấu bằng xảy ra, 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 vậy em mở bằng chứng vẫn phần từ. Ok không ạ? Ok nghe các bạn.